Đây là cái khu ở của ngoại này cô bác quý anh chị, toàn là một cái khu phần nghĩa địa và nhà ngoại nằm ẩn mình sau những cái ngôi mộ như thế này. Thì nghe chia sẻ của bà con ở đây cũng như là em Phong thì bà ngoại ở đây sống ở đây cũng khá là lâu, chỉ có một mình thôi. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, cái gốc mới có ngọn, nước có nguồn mới liễn rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc ở đâu, có tổ tiên rồi sao mới có mình. Công tổ tiên tác thành từ trước, con cháu nay mới được hiển dinh. Vậy nên trọng mến kính thành, trong non thần mộ mà tỏ tình nhớ ơn. Bởi là nhớ ơn dữ lắm. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại phường 6 của thành phố Tân An. Thì hôm nay thì đi với em Phong Bụi có nói về cái hoàn cảnh của ngoại nè. Chào con, mới tới hả? Mời con vô. Dạ con chào ngoại. Ngoại đang làm gì hả? Ngoại đang làm gì đó? Ngoại đang rửa giấy ra chai. Ngoại đang lượm ra chai. Ừ. Ngoại lượm từ nào giờ? Hả? Ngoại lượm từ khi nào đến giờ? Hả? Ngoại lượm từ khi nào đến giờ? Rửa rồi, nhớ rồi. À, đây là xe của ngoại ha. Rồi toàn là vỏ lon bia hết à. Nào cần con đẩy vô không ngoại? Hả? Cần con đẩy phụ không? Không, giờ vô. Ở đây có một cái tờ lịch nè. Mới cho. Tao mới cho ngoại. Ừ. Ngồi hai con. Dạ, đi vô nhà ngoại ha. Ừ. Ngoại qua đây đi, ngoại qua đây. Ngoài lượm từ mấy giờ đến giờ? Hả? Ngoài lượm từ mấy giờ đến giờ? Mấy giờ rồi đó. Đây là cái khu ở của ngoại này cô bác quý anh chị, toàn là một cái khu phần nghĩa địa và nhà ngoại nằm ẩn mình sau những cái ngôi mộ như thế này. Thì nghe chia sẻ của bà con ở đây cũng như là em Phong thì bà ngoại ở đây sống ở đây cũng khá là lâu, chỉ có một mình thôi. Khi mà mình đi vào cái thời điểm này đó thì nó có cảm giác là giống như là nổi da gà, tại nay nó rất là âm u luôn ha. Đây là ngôi nhà của ngoại nè. Hàng ngày thì ngoại chỉ lượm ve chai thôi hay sao á? Ôi con mèo. Ngoại ở với ai không ngoại? Ngoại ở với ai? Hả? Ngoại ở với ai? Một mình. Một mình. Ngoại hơi bị lãng tay á, nên là nữ Bùi Hồ phải nói lớn tí, mong cô bác quý anh chị thông cảm ha. Mời con ngồi tạm. Dạ mời con ngồi tạm. Còn đứa nữa đâu. Ngoài sao ngoại ơi? Ngoại đi xuống thành trật tự mới về đó. Ngoại lượm từ mấy giờ đến giờ? Hả? Ngoại lượm từ mấy giờ đến bao giờ? Ngoài lượm từ 7 giờ chờ cho tới 10 giờ nó hết ra rồi vậy. Rồi về tới đây nãy giờ ăn cơm. Ngoài bắt quạt lên cho con mát. Dạ cho thôi thôi được ngoại, để con bắt cho ngoại ngồi đi. Ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 86. 86 tuổi. Ừ. Ủa tại sao ngoại ở có một mình vậy? Hả? Tại sao ngoại ở có một mình vậy? Không ngồi với ai hết. Ở trai rồi có con dâu. Ở gái thì có thằng rể, đâu có thằng cháu họ nuôi. Ở con trai thì có con dâu. Ở con gái thì có rể. Ở với thằng cháu ngoại là cháu ngoại nó đi làm công nhân mai dài ở trên Lính Lức, nó bị cách ly rồi. Bị cách ly nay chủ nhật này lấy một tầng. Ngoại ở đây bao nhiêu năm rồi? 40 mấy năm rồi. Ở trong nhà này 40 mấy năm rồi? Ừ. Ở cái gò này 40 mấy năm rồi. Cái nhà này ai cất cho ngoại á? Chương trình cất không biết ơi. Không biết ai luôn? Rồi nó cất xong rồi hư. Hư rồi giữa ra chai nó cất nữa. Người ta có đuổi ngoại không? Hả? Người ta có đuổi ngoại không? Nuôi chứ. Không, người ta có cho đuổi ngoại đi cho khác không? Không. Không ha. Chừng nào chết trả đất. Chết trả đất. Đây là cái khu nghĩa địa không ngoại? Ừ.
Con có lại đây lần nào chưa ngoài không biết. Con chưa lại. Còn chú cháu kia có lại rồi. Nó đi rồi hả? Dạ con, ngoại ngoại ở đây ngoại sợ không? Ngoại đây ngoại sợ ma không? Không. Không. Con mèo có cách nghe chưa? Ngoại ở đây ngoại có gặp ma không ngoại? Gặp hoài chứ gì mà không có sợ. Gặp sao ngoại kể con nghe với. Nó nhát. Nó thần hắn hay là nó kêu hay là nó khó cửa mình biết người đâu có mở chi con ai mà lấy ăn. Tối ngoại thường có thắp hương không hả? Tối ngoại có thắp hương không? Có chứ, thắp hương niệm thật dữ lắm mà con. Mà vẫn bị kêu hay ngoại hả? Mà vẫn bị ma kêu. Mới lên mông ra là nó hỏi ngủ chưa. Cái ngoại đồng thinh ngoại nói trong bụng á, ngoại nói ủa thằng nhỏ nó đi cách ly rồi nó về hồi nào mà hỏi. Thôi làm thinh luôn, không phải. Là ngoại biết ma rồi. Ừ. Biết tiếng chứ. Nãy giờ về ăn cơm cao người ta cho nè. Cao người ta cho ngoại. Ừ, đầu người ta cho nè. À. Ngoại có chồng chồng ngoại mất hay sao? Không có chồng gì hết. Không có chồng. Không. Mà ngoại có con ha. Con có nuôi hả? Ngoại có chồng chồng chết chứ. Dạ. Ông ngoại mất lâu chưa ngoại? Mất nay chắc cũng 30 năm rồi con. Rồi ngoại ở vậy đến giờ. Ừ. Ngoại có mấy đứa con? Có 5 đứa con. Có 5 đứa con mà ngoại không ở với ai được hết hả? Không ở với ai được, già khó lắm. Ăn nhiễu nhão nè. Ăn nhiễu nhão con la hay sao? Hay ngoại sợ con la hay sao? Thật sự nó la chứ sao. Con có ngoại gần ở đây không? Xa. Ở trên Cầu Voi. Cầu Voi. Ở trên Long Thuận. Ở trên Vịt Chanh. Mắt ngoại còn tỏ không? Hả? Mắt ngoại còn thấy đường nhiều không? Còn sáng không? Mắt ngoại còn sáng không? Còn. Hôm nay ngoại ăn cơm gì ngoại? Mấy đồ được mà. Dạ. Hôm nay ngoại ăn cơm với gì? Nó cho thịt kho nè. Đã cho. Ở lúc sống nó kho nó cho. Hằng ngày ngoại lượm dây chai ngoại bán được nhiều tiền không? Hả? Hằng ngày ngoại lượm dây chai bán được nhiều tiền không? Nhiều ạ. À. Khoảng nhiêu tiền nha ngoại? Hai ngày bán được 100 ngàn. Ngày 50 ngàn. Ừ. Mà có khi người ta cho nữa, người ta đi đường nữa. Dạ. Người ta cho đứa 20, 30. Rồi gạo ngoại, ngoại. Gạo người ta cho nhỏ cháu, bạn học của cháu ngoại nó mới cho 10. Ngoại ở có một mình thôi. Ừ. Mưa có tạt không ngoại? Ừ? Mưa có tạt không? Không con. Ở dưới dột còn là đẩy. Rồi ngoại ở đây ngoại tắm rửa là sao? Hả? Ngoại tắm rửa vệ sinh là sao? Ngoại nói con nghe nè. Ăn chín, uống chín, tắm chín. Còn mấy rửa muốn bệnh á là lấy rượu nhúng nước giải lau. Chứ không có tắm. Nước ở đâu sinh hoạt ngoại? Nước ở bên ông Mười đó. Ông kéo qua ông cho. Thấy là ngày cứ là ăn chín, tắm chín, uống chín, cái gì cũng chín. Con ơi con mình phải gắng mà kỹ. Mấy rửa không có bệnh á thì nấu nước tắm đủ đầu. Còn mấy rửa bệnh á thì có rụng. Ngoại sống mình vậy buồn không? Không. Quen mà.
Rồi có thằng nhỏ đi, nó không có về thăm được mà buồn rồi chứ. Cũng đi cách ly nay, chủ nhật tới này là nó cần, nó mần nó lên đến lúc á. Tám mươi sáu tuổi rồi, tai ngoại nghe hơi bị lãng thôi, mắt vẫn thấy đường tốt ha. Hả? Mắt ngoại vẫn thấy đường tốt ha. Con mắt bị hồi đó là định cái sụi năm 79 á, là bệnh đi không được, mà ăn không được, mà nói không được nữa. Rồi Mỹ á, nó cho thuốc uống là với bạn uống rau câu với ăn khóm xong rồi mà hết đó. Rồi bây giờ con mắt là vậy chứ hồi đó ấy lắm, mà hiện giờ còn tỏ số kim nay được mà. Bà lượng nên là lấy giải là giặt và nối mền, nối cho người ta. Mần dữ lắm, về làm chút cái nói sau để ra lượng đó. Sao chú kia không vô? Dạ ở ngoài kia, ngoài chú kia ở ngoài kia. Nó ở ngoài kia vậy? Coi xe. Hả? Coi xe, giữ xe. Ồ, ngoại biết hai người luôn. Hả? Ngoại biết hai người luôn. Mà thấy rõ mà. Và ngoại nữa đi, ngoại thấy ma kêu sao? Ngoại kể nghe mấy. Không biết đó, con coi nó ăn, con muốn chảy, nó chảy rồi đâu có ở với ai được. Ngoại nữa đi, ngoại thấy ma kêu sao? Kể con nghe với. Hả? Ngoại thấy ma kêu sao? Kể con nghe với. Thấy ma làm sao hả? Dạ. Thôi nó nhát hoài hơi nào nói con ơi. Hồi hôm này có một cục đất chắc khoảng đây lớn vậy à. Nó chọi trên lúc nhà và một cái tung. Rồi nó chọi đi, chọi cho lũng tên tao đi. Bà không sợ ai hết đó. Bà chỉ sợ cha mẹ với ông trời thôi. Bởi vì là không chọc ghẹo ai mà. Bà không ăn trộm, không ăn cắp, không nói thêm, không nói thừa. Nó không nên đi chùa. Đi tiền xe hết 100 ngàn. Bà cho 200, trả tiền xe 100, còn 100. Hiện nay ngoại còn được nhiêu tiền? Hả? Hiện nay ngoại còn được nhiêu tiền? Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Trời ơi, còn 2.000 à. 2.000 rồi sao đủ sống ngoại? Hả? 2.000 sao đủ sống? 2.000 gì? Ngoại còn 2.000 à. Ờ. Chiều bán cho trai. Chiều bán cho trai. Uống thuốc dữ lắm con. Bà mà như người xa đó em. Bà nằm bệnh viện luôn rồi. Hai cái giò nè, đi không có được. Bà ra tiệm đó, bà mua thuốc tây là uống. Rồi về là đắp thuốc cứu không nè. Rồi người ta cho tiền, ngoại biết tiền không? Biết. Rồi ai giữ tiền cho ngoại? Ngoại giữ. Ngoại giữ luôn. Ừ. Thuốc đó thuốc gì ngoại? Thuốc cứu. Cứu. Ở đâu ngoại có? Xin. Mà có ông chủ đồng à. Nhức quá hay gì ngoại? Nhức. Tự việc hơi khô. Đổ rượu vô ngăn. Tự trị luôn. Ừ. Hay lắm. Mà bà ngoại uống thuốc con không thích cười. Ra chợ mua thuốc tây vậy uống thuốc đau nhất á. Thuốc này thuốc của ông Tiên. Uống vô một lát hết liền như xưa. Còn thức cái này cũng thức của ông Tiên.
ngoại thấy người, ngoại thấy người ta tuổi già, người ta có con nuôi rồi, ngoại mắc đi kiếm sống giống gì ngoại buồn không? Không, đời sống mà con còn hai tay thì cứ giữ việc làm, chừng nào mà xuôi tay nhắm mắt thì nó chở gì nó chôn. Ngoại giống ông già của ngoại. Ông già của ngoại hồi đó bảy đứa con ơi vô ngồi con. Dạ. Cũng ở một mình. Mới cằn nhằn nè. Thằng nhỏ bán bánh mì. Hôm qua nó cho một chiếc nem. Khúc kìa. Nó ổ bánh mì ăn chưa hết, mới này cũng cho ăn ổ bánh mì nữa. Nó trời ơi cho anh chi cái này tao ăn hết nổi rồi, rồi con nhỏ kia môi nó liên mừng hồ rồi nó kho thịt nó đem lên nó cho ngoại này. Cho thịt heo. Ừ. Thịt đó rồi. Dạ. Ngoại tự bắt nồi cơm lên ăn luôn hả? Ừ. Cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai láng hay ngoại? Bà ngoại nói con nghe. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, cái gốc mới có ngọn, nước có nguồn mới liễn rộng trong sâu. Người ta nguồn gốc ở đâu? Có tổ tiên rồi sao mới có mình? Công tổ tiên tác thành từ trước, con cháu nay mới được hiển vinh. Vậy nên trọng mến kính thành, trong non thần ngộ mà tỏ tình nhớ ơn. Bởi là nhớ ơn dữ lắm. Thì con của ngoại không nuôi ngoại gì, ngoại ngoại không buồn luôn hả? Con của ngoại không nhớ ngoại, ngoại không buồn luôn. Thương chứ, thương mà nó mặn nó ăn được, mà nó cũng không cho mình. Con trai thì lo nuôi vợ nuôi con gái thì lo nuôi chồng nuôi con. Bà ngoại có thằng nhỏ kia kìa, nó làm việc ở trên Mỹ ông Phú à. Mà chiều nào nó cũng chạy xuống nó thăm ngoại hết. Rồi nó hỏi ngoại chứ uống thuốc chưa, ăn cơm chưa. Dạ. Ô ngoại mới thì đọc cái câu thơ gì ngoại có thể đọc lại cho con và mọi người cùng nghe được không? Đọc lại con nghe hả? Dạ. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới lễ rộng trong sâu, bị nó chảy hoài mà. Người ta nguồn gốc ở đâu? Có tổ tiên rồi sao mới có mình? Công tổ tiên tác thành từ trước lâu trước mà. Nay con cháu mới được hiển vinh, vậy nên trọng mến kính thành, trong non thần ngộ mà tỏ tình nhớ ơn. Dạ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ngoại đọc quá hay. Cũng của ông bà để lợi. Dạ. Ngoại còn có những câu nào nữa không? Còn chứ mà quên hết rồi. Ừ. Ồ, ngoại nhớ và ngoại đọc cho con và mọi người cùng nghe với. Nghe hay quá. Hay gì đời xưa mà con hay. Dạ. Đời xưa con đâu có biết. Nó ngồi, hồi mới ngồi ở dưới á, mà tự nhiên thằng nhớ. Nói hồi đó cuộc chiến tranh mà mấy anh ngoài đất á đi vô mà quánh cho tan á, mà hồi đó người đất vô đây dữ lắm. Ngồi thức cười mà nhớ thức cười. Mấy người đất nó nói đâu có rành, nó nói thế thì liệt mẹ em không kịp em mà xuống nổ thèn thèn mắt nhảy xung phen. Ăn thì không kịp ăn, mà súng nổ phần phần là đất nó nhảy xung phong.
Hồi đó tội nghiệp mấy anh ngồi lạc lên vô đây chết dữ lắm nè. Dạ. Ồ, gặp cuộc sống của ngoại. Nghe đọc những cái câu thơ mà trong cái hoàn cảnh của ngoại thì mới thấy được sự bùi ngùi ha. Hôm nay thì được giới thiệu của em Phong thì bùi hồn của đến đây, ngoại cho con bước vô trong cái nha. Hả? Ngoại cho con đi vô trong tham quan nhà ngoại nha. Cứ đi. Đây là cái ngôi nơi cứng cái gì đó. Nơi sinh hoạt của nhà ngoại nè, có một cái tượng thờ mẹ Quan Âm và những cái vật dụng ngoại đều để đây hết à. Nơi đây, ở ngoài sau này là cái nơi ngoại đỡ chén á. Lý do là chắc có lẽ là ngoại tuổi cao sức yếu nên là nữ là cái việc mà để mà cẩn thận để cho nó ngăn nắp á thì nó hơi bị khó khăn. Ngoại phải hứng nước mưa uống này cô bác quý anh chị. Ở ngoài sau này là một cái ao nước tù. Ao nước này thì rất là lâu rồi. Đó. Chó mèo đồ hết à. Ngoại không ở được với con cái của mình. Ngoại chỉ ở với một mình thôi. Ngoại tên ngoại thứ mấy con quên rồi. Bà ở vậy đó. Ngoại thứ mấy con quên rồi. Hả? Ngoại thứ mấy? Hả? Ngoại thứ mấy? Thứ năm. Thứ năm, ngoại năm. Ừ. Ôi, con mèo nó chui nha. Thuộc là bà Năm Bủ. Lý danh là bà Năm Trầu. Bà Năm Trầu. Ngoại Năm Trầu. Ngoại cứ thích ăn trầu à. Hôm nay á ngoại, con đến đây, con thay mặt cho chị Phụng Xu ở Mỹ. Con nói lớn lên ngoại nghe ha. Để đâu ngoại sợ ngoại không nghe. Con thay mặt cho chị Phụng Xu ở Mỹ á, là Việt Kiều Mỹ gửi cho ngoại 1 triệu. Mong thật. Con đổi ơn bà, đổi ơn cái cô đó nha. Cảm ơn cái cô đó đó. Dạ. Cô cho tiền. Dạ. Cầu chúc cho cô mạnh giỏi bình an. Xóm làng ấy là yên tĩnh. Chúc cho các con mình việc cho đất quả thành công. Đi tới đâu cho dân yêu, dân mến. Ngoại cất cẩn thận nha. Ừ, có chừng mất. Ngoại năng ơn. Ngoại cài kim tây lại. Tiệc này nè, bà ngoại rể mua thuốc. Rồi Tết ngoài về giữ mã ông bà. Dạ. Không có ăn. Đồ ăn người ta cho ăn không hết. Dạ. Mình thì không có muốn gửi cho ngoại nhiều hơn. Tại vì ngoại già có một mình thôi. Nên gửi với thay mặt chị Phụng Xu gửi cho ngoại 1 triệu. Chân thành cảm ơn chị đó. Đồng hành cùng kênh Bùi Hồn. Thôi ngoại nghỉ ngơi con về nha. Con ơi. Dạ. Con cho bà ngoại gửi lời cảm ơn các chú thường mạnh thường quân. Bình yên, mạnh giỏi. Cứu giúp cho bà xây xài chuyện kia chuyện nọ, thuốc men thì là đổi ơn trời thật chứ không có đổi ơn mấy ông đó. Đặng mà trời thật phù hộ mấy ông đó mạnh giỏi nghe con. Dạ. Rồi các con á, mình việc đi lâu người ta trẻ yêu người chuộng, đi lâu có gánh lót đàn, có vàng thất cửa ngõ, đi lâu kẻ mến người yêu. Con lâu lâu con ghé lợi thăm nào ngoại nha. Dạ. Sao nó có khách nha chưa? Thưa ngoại con đi ha. Ừ, cảm ơn con nha. Con chào ngoại con về. Ừ. Dạ. Còn cái chú kia không vô hả? Dạ. À, bây giờ thì mình với là về cô bác anh chị. Cảm ơn chú nha. Dạ. Đây là cái không gian mà trước ngoại phơi đồ nè. Quay cho cô bác anh chị xem. Cái trong chén rồi để đây nước rồi sinh hoạt ngoại sử dụng đây hết à. Chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.